nay chương trình livestream bắt đầu. Các bạn đã bắt đầu chưa? Alo. Alo, các bạn bắt đầu chưa? Hôm nay chương trình livestream bắt đầu. Alo, các bạn đã bắt đầu chưa? Các bạn bên YouTube, các bạn cho mình một chút xíu, mình đang chỉnh bên Facebook, hình như là mình bị sai rồi. Các bạn đợi mình một chút xíu, mình chọn livestream bên Facebook nữa nhưng mà nó bị sai mất tiêu rồi, nên bây giờ mình đang chỉnh lại. Vâng, bắt đầu liền. Mình đang chỉnh chế độ lại, không phải công khai mà có một mình. Trời ơi, ok, công khai rồi. Ok, vâng. Chào tất cả các bạn. Chào bạn Nguyễn Văn Tú. Chào các bạn bên Facebook, chào các bạn bên YouTube. Chương trình của chúng ta bắt đầu. Bây giờ chúng ta làm quen nhau đi. Sorry các bạn ở bên Facebook, mình phải để các bạn đợi YouTube chứ. Mình phải để các bạn hơi lâu bởi vì mình điều chỉnh cái bên Facebook nó bị vấn đề một chút xíu. Mình mới điều chỉnh lại. Và bây giờ chúng ta cùng nhau xem cái livestream này. Bước đầu tiên là chúng ta giới thiệu về nhau. Ai mà lên mà chúng ta xem á, chúng ta biết về nhau bởi vì thế giới online mà. Nhờ thế giới online chúng ta mới biết nên chúng ta kết nối nhau. Em chuẩn bị mở xưởng may quần áo jean. Ok. Chúng ta chào về nhau, chúng ta giới thiệu về nhau. Chúng ta làm quen với nhau. Các bạn cũng giới thiệu các bạn ở khu vực nào, các bạn ở vùng miền nào. Các bạn đã làm kinh doanh chưa? Các bạn đã làm kinh doanh cái lĩnh vực gì và khi nào thì cái công việc của bạn nó tốt, và chúng ta cùng nhau giới thiệu để làm quen với tất cả những người xung quanh của chúng ta, những người cùng xem livestream để cùng nhau biết. Và bạn nào lần đầu tiên xem livestream của mình mà chưa biết đến mình, bây giờ các bạn biết thì các bạn comment số 1 để mình biết các bạn, để mình kết nối. Bạn nào đã biết mình rồi thì các bạn giới thiệu họ tên của bạn để chúng ta cùng biết, những người đang xem livestream cùng biết luôn. Hôm nay mình livestream cho các bạn cái chủ đề là chúng ta hãy tập trung vào điều quan trọng. Tại sao nó như vậy? Các bạn bên Facebook, các bạn giới thiệu cái Facebook về nhà các bạn để cho nhiều người cùng biết. Các bạn bên YouTube cũng vậy, chúng ta cùng nhau giới thiệu bạn bè để cho mọi người cùng biết. Chào bà Nguyễn Minh Đức. Chia sẻ livestream về nhà các bạn để mọi người cùng biết các bạn ơi. Vậy thì hôm nay mình nói về cái chủ đề gì? Thỉnh thoảng, chào thầy, em đang làm công, muốn mở văn phòng bán thì phải làm như thế nào? Tất cả những bạn mà làm công mà muốn ra kinh doanh cái gì thì bước đầu tiên các bạn phải đi học cái kiến thức kinh doanh đã. Và các bạn tập trung vào xem cái livestream này. Cái livestream này dĩ nhiên không có nói về kinh doanh. Các bạn nào muốn kinh doanh thì các bạn phải mua những quyển sách mà đọc. Mình chỉ cái chủ đề livestream thì mình nói về phát triển bản thân. Còn những bạn nào muốn kinh doanh thì trước tiên bạn phải có kiến thức kinh doanh. Bạn muốn lái xe thì bạn phải có kiến thức về lái xe. Bạn muốn làm kế toán thì bạn phải có kiến thức về kế toán. Bạn muốn làm kỹ sư xây dựng thì bạn phải có kiến thức về xây dựng. Bạn muốn làm kinh doanh thì bạn phải có kiến thức về kinh doanh. Muốn có kiến thức kinh doanh thì chúng ta phải đi học, chúng ta phải đọc sách, chúng ta phải đi chơi, nói chuyện với những người làm kinh doanh. Cái đó là cái quy luật. Các bạn nào làm sai quy luật thì các bạn sẽ mất mát, các bạn sẽ thất bại. Bởi vì đi lái xe mà không có kiến thức về lái xe thì các bạn sẽ gây hậu quả. Đi xây dựng mà không có kiến thức về xây dựng thì các bạn xây tầm bậy. Đi làm kế toán mà không có kiến thức về kế toán thì các bạn đi làm tầm bậy chứ các bạn không có làm kế toán. Bây giờ mình tập trung vào cái chủ đề này. Thỉnh thoảng mình đứng lớp hoặc là mình xem một cái chương trình gì, đi gặp một bạn nào đó, thì các bạn hay hỏi mình rằng, các bạn rất là thường xuyên hay hỏi mình rằng là tại sao mình không làm nó bự ra, mình không làm nó lớn ra. Các bạn đó hỏi mình á, tại sao mình không phải là người to nhất Việt Nam, giàu nhất Việt Nam. Các bạn mình sẽ chia sẻ các bạn một cái điều này. Không phải ai sinh ra cũng muốn làm bự làm lớn hết. Mình không có muốn là trở thành một cái người giàu nhất thế gian này. Tức là bình thường mọi người hay có tư duy là chúng ta phải bự nhất, lớn nhất. Mình cũng không có muốn mình là một người khi chết rồi sẽ là người giàu nhất cái nghĩa địa đó. Bởi vì mỗi người họ sẽ có một cái chọn lựa khác nhau. Nhưng ở đây mình không phải là không cổ vũ cho những bạn làm lớn, nhưng mà mỗi người họ có một cái tính cách. Với cái tính cách của mình á thì mình muốn
có một cuộc sống rất là trọn vẹn. Như thế nào là cuộc sống trọn vẹn? Cuộc sống mỗi ngày thức dậy nó vui, nó ý nghĩa. Cuộc sống mỗi ngày thức dậy chúng ta có những người thân yêu, người quen của chúng ta bên cạnh. Nó có tình người. Chúng ta sống trên đời này chúng ta là con người mà, nên là mỗi ngày thức dậy chúng ta có người quen với người A, quen với người B. Cuộc sống nó ý nghĩa gì khi mà bạn có tiền mà bạn chả có người thân bên cạnh, chẳng có bạn bè bên 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 cạnh, chẳng có những người thân yêu bên cạnh, thì các bạn thấy nó chán mà, nó chán vậy thì các bạn chọn cái giàu nhất bự nhất mà chừng cuối cùng bạn không có ai thì làm gì. Nó là với mình thì một cuộc sống tuyệt vời là cuộc sống luôn khỏe mạnh, luôn bồi bổ cho cái trí tuệ của mình, để mình am hiểu nhiều thứ hơn. Bởi vì chúng ta sinh ra là để chúng ta khám phá cái thế giới này, chúng ta sinh ra trên đời này, chúng ta có mặt trên đời này là để gì ạ? Để chúng ta trải nghiệm và hiểu thế giới này. Và để hiểu thế giới này thì cái trí tuệ chúng ta nó phải tốt. Nó là chúng mình mong thức dậy mỗi ngày là mình có cái trí tuệ tốt, mình mong thức dậy mỗi ngày là mình có cái sức khỏe tốt, và mình mong thức dậy mỗi ngày là để gì à? Là mình có những cái ngày người anh em của chúng ta bên cạnh, gia đình, bà con, dòng họ, để cái cuộc sống nó ý nghĩa, nó tuyệt vời hơn. Nói như vậy để chúng ta hiểu rằng là nhiều người lao ra làm hùng hục chứ, làm như điên chứ, làm đầu tắt mặt tối để vì cái đồng tiền mà họ không có thời gian, họ không có thời gian cho một cái việc gì hết. Chào bạn kiếp nghèo, cái tên của bạn sao nghe nó có cái gì đó, ok, cái nickname của bạn á. Và dĩ nhiên chính vì cái mục tiêu như vậy nên mỗi ngày mình làm mọi việc để mình tiến đến gần cái đích đó. Tức là cái đích ở đây là để chúng ta đạt được một cái cuộc sống nó cân bằng, nó trọn vẹn, nó vui thích. Và cái cuộc sống đó nó có thể mang giá trị hoặc là gây ảnh hưởng đến đến xã hội, đến thế giới, những người xung quanh mình. Đó là lý do mình viết sách, đó là lý do mình làm đào tạo, đó là lý do mà mình khuyến khích các bạn ra làm kinh doanh. Chào bạn Thủy Ngọc. Để giờ tại vì kinh doanh là cái con đường đơn giản và tuyệt vời nhất để bạn ảnh hưởng đến thế giới này, các bạn giúp thế giới này, các bạn chia sẻ đến cái thế giới này. Chào bạn Tân Ái. Vậy thì làm thế nào để chúng ta làm được việc đó? Làm thế nào để chúng ta làm việc việc đó thì không còn cách nào khác, không còn cách nào khác, chúng ta phải duy trì cái sự tập trung. Duy trì cái sự tập trung. Tập trung vào cái điều mình muốn, cái điều quan trọng trong cái cuộc đời này. Chào bạn Phan Thi Văn, chào bạn Huỳnh Quốc Cường. Các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn. Để đạt được cái điều này không còn cách gì khác là các bạn phải duy trì cái sự tập trung. Các bạn lang bang không bao giờ các bạn đạt được hết. Cái sự tập trung hết công sức, hết trí tuệ của mình vào cái điều mình yêu thích, cái đó là cái điều nó vô cùng ý nghĩa. Và điều quan trọng nhất. Chứ không phải là chúng ta để cái cuộc sống chúng ta nó bừa bộn, chúng ta để cuộc sống chúng ta nó hối hả, chúng ta để cái cuộc sống chúng ta nó như thế nào mỗi ngày chúng ta thức dậy, chúng ta loay hoay với cái đồng tiền cơm áo gạo tiền, cơm áo gạo tiền riết rồi chúng ta không có. Những cái người mà họ cực khổ, họ chưa có đồng tiền thì họ làm cái việc đó còn chấp nhận được. Có những người có tiền khá mà suốt ngày cứ quằn quặt vì tiếc mấy cái đồng tiền, vì hơn thua mấy cái đồng tiền mà họ quằn quặt họ khổ. Các bạn biết, mình thấy có nhiều người mình thấy 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 thương sao mà họ khổ quá khổ luôn. Nên là không thể chấp nhận được cái việc này. Các bạn thấy cuộc sống vậy nó còn cái ý nghĩa gì nữa, các bạn thấy chưa? Vậy thì làm sao để chúng ta làm được việc này, làm sao để chúng ta làm được việc này? Vậy thì chúng ta phải nghĩ ra một cái khái niệm, đó là gì ạ? Đó là cái cuộc đời của chúng ta nó rất là ngắn ngủi. Thực sự là cuộc đời của chúng ta nó rất là ngắn ngủi. Các bạn có xác nhận với mình là cuộc đời nó có ngắn ngắn ngủi, rất là ngắn ngủi. Bạn nào mới vào sau thì các bạn chào đi, các bạn chào, các bạn giới thiệu đi để chúng ta cùng nhau biết với nhau. Cuộc đời nó ngắn ngủi vô cùng các bạn ạ. Các bạn có đồng ý rằng là chúng ta có, các bạn thấy có nhiều người 60 tuổi họ đã mất rồi. Chào bạn Nguyễn Văn Khải.
À, có nhiều người 70 tuổi mất rồi, có nhiều người 80 tuổi mất rồi, và cái lượng người mà vượt qua 80 tuổi thực sự là không nhiều, rất ít các bạn. Chào bạn Thu Thủy Trần. À, vô cùng ít các bạn, hiếm vô cùng. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra ở đây như thế này nè. Vậy thì chúng ta làm cái gì với cái cuộc đời ngắn ngủi này? Chúng ta làm cái gì? Khi mà nếu mà chúng ta không biết cách làm thì chúng ta loay hoay. Chào bạn Trần Thanh Phong. Tuyệt vời, mình rất là cảm ơn các bạn. Lên là chúng ta làm quen, chúng ta chào nhau. Chào bạn Linh Tâm Trần. Các bạn thấy chúng ta loay hoay, chưa kịp làm cái gì thì chúng ta đã đến 60 tuổi đời, 70 tuổi đời, và chúng ta chuẩn bị như thế nào ? Chuẩn bị đi vào giấc ngủ ngàn thu rồi. Chào bạn Truyền Thông Phạm. Các bạn thấy chúng ta lại đi vào giấc ngủ ngàn thu mất tiêu rồi. Vậy thì chính vì yếu tố đó, chúng ta ý thức ra được là cái cuộc đời nó ngắn ngủi, nên là chúng ta phải sống sao ? Chúng ta phải sống sao cho cái cuộc đời nó chúng ta ý nghĩa, chúng ta đừng có hẹn hò hoài. Ok chưa? Nó là mình có một cái khái niệm này, trước khi các bạn đi ngủ trước khi các bạn đi ngủ những cái giây phút các bạn đi ngủ thì các bạn phải xem như là cũng có thể là chúng ta ngủ luôn. Các bạn nhận ra điều này chưa? Thì các bạn phải tự suy nghĩ, bởi vì có nhiều người họ tưởng rằng cái cuộc sống này nó dài lắm. Do họ tưởng rằng cái cuộc sống này nó dài lắm nên nên cái cuộc sống họ mỗi ngày nó vô vị và nó chán lắm. Nhiều người họ hoang phí cái cuộc sống mỗi ngày, không thể tưởng tượng được các bạn ơi. Nhưng mà các bạn có công nhận như mình rằng là cái cuộc sống này nó rất bé mà. Chào bạn Coffee Rubin. Cuộc sống nó bé, cái cuộc sống mà nó ngắn vô cùng. Và các bạn thấy mà một ngày chúng ta lo hay cái nó hết và tối chúng ta nằm ngủ. Vậy thì các bạn thấy giờ giống như là cái giấc ngủ là giống như cái mà chúng ta đi vào cõi chết vậy đó. Thì ngay cái giây phút bạn ngủ bạn mới suy nghĩ rằng là ngày nay bạn làm được những cái gì, thì như vậy bạn mới quý trọng cái cuộc sống mình, bạn mới quý trọng những giây phút hàng ngày mình đang có. Và ngày hôm sau bạn thức dậy, cái giây phút bạn mở ra và bạn chạm vào thế giới này đó, bạn bạn cảm nhận như là giống như là bạn bạn mới vừa được sinh ra trên đời này một lần nữa vậy đó. Để bạn mới thấy rằng là bạn mới quý. Nên đó là cái quy trình, cái cuộc sống nó rất là hay. Ban ngày là chúng ta thức để chúng ta cảm nhận mọi thứ, ban đêm chúng ta ngủ, chúng ta đâu có biết đâu. Các bạn thấy hình dung ra điều này thì các bạn tưởng tượng ra cái vấn đề đó, giống như là ban ngày chúng ta ngủ là chúng ta đang được sinh ra, ban ngày chúng ta thức là chúng ta đang được sinh ra, chúng ta đang được cảm nghiệm, chúng ta đang hiểu thế giới. Ban đêm chúng ta ngủ giống như là chúng ta đang mất đi vậy đó. Và các bạn ý thức như vậy á, và chuyện gì xảy ra khi mà chúng ta ngủ thì chúng ta ngủ luôn. Thì các bạn ý thức như vậy á, mỗi ngày các bạn sẽ sống tốt hơn. Mình kể bạn nghe câu chuyện này. Mình kể bạn nghe câu chuyện này. Mình đọc cái câu chuyện về cuộc đời của ông Steve Jobs. Ông Steve Jobs là ông mất rất là sớm, các bạn thấy không? 56 tuổi là ông mất rồi, một cái thiên tài mà mất rất là sớm. Thì ông mới nói một cái câu trong cái quyển sách rất là cảm động. Ông nói chẳng ai muốn chết cả. Đúng rồi các bạn ơi, chẳng ai muốn chết cả. Cả những người muốn lên thiên đàng thì họ cũng không ai muốn chết cả. Chẳng ai muốn chết trên đời này. Kể cả những người mà họ bệnh họ cũng không muốn chết đâu. Nhưng mà cái kết cục cuối cùng thì chúng ta phải gì các bạn ơi? Chúng ta phải chết thôi. Cái đó là cái con đường cuối cùng, cái đích cuối cùng mà ai cũng phải đi về đó. Đó là điều chắc chắn. Và cái đau nhất ở đây là chúng ta chết nhưng mà chúng ta không biết ngày chúng ta thức dậy. Em bơm hình phía sau thầy đẹp quá. Cảm ơn bạn Phúc nhiều. Chào bạn Tuyết Phạm. Hồi nãy giờ mình chia sẻ các bạn học được cái idea gì hay mà. Nếu các bạn học idea hay thì các bạn comment xuống mình. Hoàng Phố Hoàng Thơ Phát. Cảm ơn bạn Hoàng Thơ Phát. Các bạn học được idea gì hay thì các bạn comment xuống cho mình đi. Để mình thấy cái comment của bạn, bạn năng lượng hơn. Và mình lại vào tiếp. Chào bạn Thoa Dương ha. Lâu rồi không ghé lớp, thầy khỏe chứ? Ok bạn Trần Văn Cậy. Lâu rồi cũng chưa gặp em Cậy ơi. Vậy thì không ai muốn chết mà không ai mong mình chết bao giờ. Nhưng mà đó là cái con đường và cái đích mà chúng ta phải đi.
Đó. Cái đích biết chắc chúng ta đi cái kiểu gì không biết, chúng ta sống kiểu gì trên đời này không biết, nhưng mà cái đích biết chắc rằng là chúng ta cùng gặp nhau ngay chỗ cái chết, giống nhau ngay chỗ đó đó. À, vậy thì có ai thoát được cái điều này không ạ? Không ai thoát được. Vậy thì chúng ta hãy suy nghĩ đi, chúng ta làm gì chúng ta làm gì để mỗi ngày chúng ta nó có ý nghĩa hơn. À, ok chưa? Để gì à? Để khi chúng ta mất đi rồi, chúng ta để lại cái vết tích gì ở trên thế gian này. À, nó là cuối cùng á, ai á mà suy nghĩ đến cái khái niệm á mà chúng ta sắp mất rồi á, thì những cái người đó họ như thế nào ạ? Họ sẽ quý trọng cái cuộc sống này hơn nhiều. Thầy ơi, vấp ngã nhiều rồi, giờ em phải đứng dậy từ đâu để ba mẹ em tin em lần nữa? Vấp ngã rồi thì bây giờ phải đứng dậy thôi. À, vấp ngã nhiều là cơ hội để rèn luyện chúng ta mà. À, chào bạn Nguyễn Sơn, lâu không gặp thầy nhớ thầy ghê. Ok Sơn ơi, chào bạn Nguyễn Sơn ơi, đến lớp Nguyễn Sơn ơi. À, các bạn anh dung ra điều này chưa? Vậy thì chính vì yếu tố đó, chúng ta biết cái chết là cái đích chúng ta phải đến, và cái cuộc sống chúng ta nó rất là ngắn ngủi, nên là chúng ta hãy giành lấy và làm chủ cái cuộc sống này. Chúng ta hãy giành lấy và làm chủ cái cuộc chơi này. Đừng có để đời nó dẫn dắt chúng ta, đừng để cuộc sống nó dẫn dắt chúng ta, đừng có để cái ông nào đó ông dẫn dắt chúng ta, mà chúng ta hãy làm chủ cuộc sống này. Bởi vì nếu các bạn không làm chủ cái cuộc chơi này, các bạn không làm chủ cái cuộc sống này, thì các bạn đang gì vậy? Các bạn đang chết ngay khi bạn còn đang sống. À, bây giờ mình ví dụ với các bạn đi. Hồi nãy mình nói cái khái niệm á, là tối chúng ta ngủ là như chúng ta chết, và hằng ngày mà chúng ta thức dậy chúng ta sống á, thì y như là chúng ta đang được sinh ra. Và nếu ngày hôm đó đó, bạn có đồng ý với mình là ngày hôm đó mà nếu mà cái cuộc đời bạn ngày hôm đó nó không ý nghĩa, thì giống như là bạn chết, bạn sinh ra mà bạn không đón nhận được cái cuộc sống tuyệt vời này, thì cũng có khác gì bạn đang chết đâu. Bạn hình dung chưa? Nghĩa là các bạn chết mất rồi. À, nó là và bạn cứ kéo dài cái ngày đó, rồi sang tuần đó, rồi sang tháng đó, và mình chứng kiến, mình chứng kiến đầy những con người đó như vậy á. À, sáng 7 giờ họ rời khỏi nhà họ, tức là họ rời cái hộp, cái nhà bạn nó giống cái hộp chứ nữa, đúng ra là cái hình vuông, cái hình chữ nhật gì đó. Họ rời cái hộp đó rồi bắt đầu họ đi đúng cái con đường đó, họ đổ đúng cái cây xăng đó, họ ăn đúng cái quán phở đó, rồi họ chui vào cái hộp khác. À, và họ ngồi ở đó cho tới 5 giờ chiều, họ rời cái hộp đó, cái họ đi vào đúng cái con đường đó, cái họ chui vào cái hộp, tức là buổi tối họ chui về cái hộp này, ban ngày họ chui qua cái hộp khác. Họ liên tục nó như vậy thôi. À, chả có khác gì hết. À, các bạn có nhận ra điều này không ạ? À, các bạn có nhận ra cái điều đặc biệt này không ạ? À, thì tại sao chúng ta lại để cái việc đó nó xảy ra như vậy chứ? Tại sao vậy chứ? À, hồi nãy mình nói rồi mà, nếu các bạn không khéo thì cũng như là các bạn đang muốn chết đi vậy. À, y chang vậy, không khác hết đó. À, em muốn có 100 triệu, muốn ra kinh doanh. Hồi nãy mình đã nói đi đó lại các bạn rồi. Các bạn mà hỏi mình về kinh doanh á, muốn ra kinh doanh là các bạn phải đi học trước, chứ không phải là có 100 triệu hay là có 500 triệu. Bạn học bằng biết cách thì bạn không có đồng nào bạn vẫn kinh doanh được. Còn nếu không biết cách thì 100 triệu, 500 triệu, 300 triệu gì bạn cũng nướng nó hết, bởi vì bạn không có biết cách. À, một người tài xế thì họ phải đi học lái xe thì họ mới lái xe được. À, bạn có 500 triệu mà bạn mua cái xe đó mà về mà bạn không lái xe được, thì bạn để cái xe đó cuối cùng là nó hư. Các bạn hiểu chưa? Đi ra kinh doanh cũng vậy, bước đầu tiên là phải đi học, học để về biết cách mà làm. Không biết cách mà cứ đầy những bạn cứ vô hỏi mình, em có 200 triệu, em có 500 triệu, em kinh doanh làm sao mà. Khi mà bạn hỏi cái câu đó, điều đó đồng nghĩa là gì? Bạn không biết kinh doanh bắt đầu từ đâu. Kinh doanh nó không phải bắt đầu từ tiền. À, bạn có tiền bạn vẫn không thể kinh doanh được. Các bạn đồng ý ra điều này chưa? Các bạn đang có 300 triệu, 500 triệu mà bạn không kinh doanh được, mà bạn hỏi cái câu đó nghĩa là kinh doanh nó không phải bắt đầu từ tiền. Vậy thì cái cuộc sống chúng ta nó rất là ngắn ngủi, và chúng ta đừng có để gì ạ? Đừng có để cái cuộc đời này nó dẫn dắt chúng ta, mà chúng ta hãy làm chủ, chủ động về cái cuộc đời này. À, và
các bạn tao à, rất nhiều người à, sau khi mà gần đến cái ngày mà mất á, bệnh hoạn nằm xuống á, mới bắt đầu là nuối tiếc à, họ nuối tiếc vô cùng. Họ nói rằng là họ sống với cuộc đời họ không có ý nghĩa, họ sống với cuộc đời của họ nó nhàm chán. Các bạn thấy bởi vì sao à? Bởi vì những ngày mà họ đang được sống đó, họ không sống cho ra sống, họ không sống cho ra ngô ra khoai. Vậy thì tất cả bây giờ mình có một cái thử thách cho tất cả các bạn đang xem livestream này. Các bạn có sẵn sàng để mình làm cho các bạn thử thách chưa? Các bạn có sẵn sàng chưa? Mình sẽ có một cái thử thách cho tất cả các bạn đang xem livestream này. À, các bạn có sẵn sàng đón nhận cái thử thách này chưa? À, vậy thì à, đúng rồi, bây giờ xem lại được rồi, rất là tuyệt vời. Hồi nãy tự nhiên nó đang đứng, bây giờ xem lại được rồi, rất là tuyệt vời. À, vậy thì bây giờ mình có cái thử thách này, các bạn đã sẵn sàng chưa? À, nếu các bạn sẵn sàng rồi thì mình nói nè. Vậy thì bây giờ tối nay á, bạn ngủ á, bạn hãy làm một cái việc rất là quan trọng này với mình, là bạn xem như là bạn chuẩn bị mất đi. Bạn xem đi là bạn chuẩn bị mất đi à, và bạn để cái quyển sổ ở kế bên thì bạn trăn trối cái gì, bạn trăn trối cái gì tối nay mà trước giờ đi ngủ, bạn xem như là mình nằm vào giấc ngủ này, là mình nằm vào cái giấc ngủ ngàn thu luôn à. Mình có một cái thử thách đó cho bạn á, bạn phải rớt vào đúng cái hoàn cảnh nó như vậy á thì bạn mới quý cái cuộc sống này à. Bạn xem như là bạn đang bước vào cái giấc ngủ ngàn thu này luôn à, bạn sẽ ngủ luôn à. Bạn Nguyễn Văn Khải, sao bạn hi hi nhỉ? Cái này là mình đang chia sẻ, nó mình đang chia sẻ rất là thực tế à. Để gì ạ? Cái mục tiêu mình muốn nói tới đây này là mình mong muốn là tất cả mọi người chúng ta ở đây, các bạn làm cái bài tập này để gì ạ? Để ngày mai các bạn như thế nào ạ? Để bắt đầu từ ngày mai bạn làm cho cuộc đời bạn nó ý nghĩa đi. Chúng ta không có được sống với cuộc đời nó lòng vòng, nó lờn bờn. Em phải xem YouTube, cho bên YouTube không xem được, bên YouTube mới mở lại rồi em à, bên YouTube mới mở lại rồi. Cho tao, các bạn cứ làm cho cái cuộc đời các bạn nó lòng vòng, nó mình lên mình làm sao mà xem sống không ra sống à, cứ 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 suốt ngày cứ sợ sệt thì làm sao mà được. Nó là tối hôm nay em hiểu rồi, tối nay là chết luôn. Ok, đúng rồi, xem như là tối hôm nay là mình ngủ cái cuộc đời cuối cùng. Thì trước khi mà bạn nhắm mắt lại á, là bạn để cái quyển sổ cái bên và y như là cái lời trăn trối các bạn lại, bạn thấy bạn hối tiếc cái gì ở trên đời này, bạn thấy như là bạn cái đời gì bạn làm chứ được, bạn thấy cái thời à, trong cái thời gian vừa qua bạn có làm được cái gì ý nghĩa chưa à, bạn ghi ra hết để ngày mai bạn thức dậy bạn mới thấy rằng chúng ta có một ngày, chúng ta hãy quý trọng từng cái giây phút hàng ngày của chúng ta sống. Nếu mà các bạn nào làm được tối nay, và mình thách thức các bạn làm cái việc đó đó à, mình thách thức các bạn cũng làm việc đó, để ngày mai mà khi mà bạn thức dậy á, thì bạn sẽ thấy cuộc đời bạn nó hoàn toàn khác. Bạn thấy là bạn sẽ chấp nhận rủi ro hơn, bạn chấp nhận thách thức hơn à, bạn dám làm hơn à, và bạn trân trọng từng giây phút trong cuộc sống này. Bạn xem cái cuộc sống này nó như mà là một món quà của bạn. Bạn xem những người thân của bạn, những người thân yêu, những người bạn biết, nó như là một món quà rất là quý của bạn à. Nó như là một cái điều rất là tuyệt vời. Tối nay bạn nào mà dám làm cái này à, mình đang thách thức bạn đó. Và các bạn nào làm nghiêm túc đi, các bạn sẽ thấy. Và ngày hôm sau bạn bạn sẽ tỏa sáng, bạn sẽ làm rất là hết hết mình. Đúng rồi, bạn Nguyễn phải nói là chúng ta sẽ sống tử tế hơn, đúng rồi à, chúng ta sẽ sống đàng hoàng hơn, ok chưa, và chúng ta dám đeo đuổi ước mơ của mình hơn, chúng ta dám bảo vệ những cái gì chúng ta cần dám có hơn, chúng ta dám vươn đến cái cuộc sống tươi đẹp hơn, chúng ta vươn đến cái đỉnh cao hơn à. Để ngày mai các bạn thức dậy, các bạn là các bạn lột phá, ok chưa, và mỗi ngày còn lại của bạn sẽ là mỗi ngày ý nghĩa nhất trong cuộc đời này. Mình muốn nói với các bạn ở ngay chỗ đó, là mỗi ngày sẽ ý nghĩa nhất trong cái cuộc đời này đó. Và các bạn có sẵn sàng làm điều này không ạ? Bao nhiêu bạn sẵn sàng làm này thì các bạn hãy comment xuống đi. Các bạn nói là tối nay tôi làm điều này, tối nay tôi sẽ làm điều này, tối nay tôi thử như là
Tôi thử một lần tôi chết đi trong đời đi để tôi thay đổi cái suy nghĩ, cái cuộc sống của tôi. Các bạn nào cam kết làm này thì các bạn comment xuống đi. Còn các bạn nào mà không dám làm thì thực sự mình đang nói các bạn đang gì à? Các bạn đang đang chơi game với cuộc đời của bạn thôi. À, bạn bạn không thực sự là quý trọng nó nhiều nên là bạn không có thực sự chơi cái game này thôi. Như là vừa rồi mình livestream xong cái phần số 1. À vâng, bạn Nguyên tuyệt vời, tối nay em chết ok, bạn Hoàng Thông tuyệt vời, tối nay em sẽ làm ngay tuyệt vời. Hãy nhớ để cái quyển sổ một bên và chúng ta xem như là chúng ta đang trăn trối ngày cuối cùng. Bạn sẽ thấy là ngày mai bạn sẽ đột phá và bạn vô cùng đột phá. Và vừa rồi mình đã livestream xong cái phần số 1, à, phần 1, à, và mình dừng lại một vài phút để mình như thế nào à, mình quảng cáo một chút xíu rồi mình sẽ livestream cái phần số 2. Các bạn có sẵn sàng để mình livestream phần số 2 mà. Mình tên là Nguyễn Thái Duy. Hiện tại mình là người sở hữu vườn ươm doanh nhân B-Training. Cái chữ vườn ươm doanh nhân đây, cái khóa học đầu tiên của mình là làm chủ doanh nghiệp, cái cách khởi nghiệp từ 5 xu. Và cái đây là cái địa chỉ và cái website của mình, btraining.org. Số điện thoại hotline hoặc là các bạn ép Zalo luôn 0937939598. Các bạn nào liên hệ mà hỏi về các khóa học mua sách rồi thì các bạn cứ ép vào cái Zalo 0937939598, các bạn ép vào Zalo. À, mình là tác giả của những quyển sách sau. Cái quyển thứ nhất là quyển à, Vượt biển lớn, à, cách đi lên của người khởi nghiệp từ 5 xu. Và bạn nào mà à, sở hữu quyển này thì nó sẽ truyền cho bạn một cái nhiệt huyết, một cái năng lượng và cái cách mà các bạn ra làm kinh doanh chỉ từ 5 xu thôi. Hồi nãy mình thấy có một số bạn bên YouTube comment cho mình là em có 100 triệu, em có 500 triệu, em có 300 triệu. Mình thấy các bạn hạnh phúc quá, các bạn tuyệt vời quá. Nhưng hãy cẩn thận coi chừng mất tiền. À, còn nếu bạn khởi nghiệp từ 5 xu thì bạn sẽ không mất đồng nào hết. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu mà các bạn đã chịu khó mua quyển sách này giá bìa là 100k. À, quyển sách thứ hai mình muốn giới thiệu với các bạn đó là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Cái quyển này là mình chia sẻ bạn 101 bài học, 101 bài học trong kinh doanh, à, từ quản lý nhân viên cho tới lãnh đạo, à, ok chưa, cho tới bán hàng, cho tới cái cách nào khởi nghiệp thì nó tốt hơn, à, nằm trong cái quyển sách này. À, những bạn đi kinh doanh á, thì rất nhiều bạn mua quyển sách này là họ gối đầu giường, họ nói họ rất quý cái quyển sách này và cái giá bìa của nó là 110k. Cái quyển sách thứ ba của mình là quyển Bán Hàng Online Ngay. À, quyển sách Bán Hàng Online Ngay. Ở đây mình cũng chia sẻ các bạn 101 cái cách mà chúng ta đi làm kinh doanh, online làm sao cho nó hiệu quả. Thì cái quyển sách này hiện tại chưa có ở văn phòng, khoảng nửa tháng nữa thì nó mới về văn phòng. À, nó đang nằm ở nhà in. À, rất vui là cái quyển sách này rất là nhiều bạn khắp mọi miền đất nước đón nhận và đang chờ để mua nó. À, cái quyển sách thứ tư của mình là cái quyển Beyond the Way. Cái quyển này là hoàn toàn bằng tiếng Anh. À, cái này là mình bán ở cái thị trường nước ngoài, bán trên Amazon và ở thị trường nước ngoài. À, khi mà xem cái livestream này thì bạn nào mà sở hữu hai cái quyển sách Vượt Biển Lớn và quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi trên khắp mọi miền đất nước thì hai cái quyển này là 210.000. À, free ship đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước, các bạn không cần phải đưa tiền trước luôn. Các bạn chỉ comment số điện thoại lại, các bạn nói các bạn mua sách thì sách sẽ giao đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước để các bạn đọc, để các bạn kinh doanh. Và các bạn nào có hai quyển sách này thì các bạn sẽ được add vào trong một cái group đó là cái group bí mật dành cho những người đam mê kinh doanh và thích đọc sách, à, cái quyển sách của mình. Và các bạn hỏi những câu hỏi kinh doanh thì các bạn vào trong group đó, mình sẽ trả lời cho bạn vào trong cái group đó. Cái đó là cái nhất. Cái thứ hai nữa là gần đây mình triển khai cái khóa học làm chủ doanh nghiệp, vừa học tại Bi, bạn nào ở gần thì về Bi học. Còn các bạn nào mà ở xa, ở các vùng miền xa xôi các bạn không học được thì các bạn đăng ký một khóa học hoặc là khóa học làm chủ doanh nghiệp online. Và khi các bạn đăng ký vào đây thì sẽ add các bạn vào một cái group riêng, và dĩ nhiên các bạn đóng học phí là 500.000, 500k để chúng ta cùng nhau vào học online và chính mình livestream, mình chia sẻ bạn trực tiếp ở trong cái group đó, cái group làm chủ doanh nghiệp online đó.
À, chính mình live stream để mình chia sẻ. Bạn nào mà muốn học cái khóa này thì cứ comment xuống, nói là em muốn học cái khóa này. Và trước khi học thì các bạn phải đảm bảo đọc hai cái quyển sách của mình để các bạn hiểu, để các bạn hỏi mình, để mình phân tích rất là kỹ để các bạn ra làm kinh doanh cho nó dễ. Và gần Tết rồi, các bạn nào mà muốn có một từ đây đến Tết các bạn muốn kiếm được 50 triệu từ những cái đồng vốn rất là ít, khoảng 5-10 triệu. Để các bạn muốn có được 50 triệu để tiền lãi để các bạn ăn Tết, thì mình sẽ triển khai các bạn cái khóa học là chiến lược kinh doanh Tết, chiến lược kinh doanh ngày Tết. À, mình cũng triển khai các bạn qua online luôn. À, mình sẽ dạy các bạn vào buổi tối hàng đêm, cái khóa học đó cũng 500 ngàn luôn. Sẽ cũng trực tiếp mình dạy cho các bạn luôn, cũng trực tiếp luôn. Và cảm ơn bạn Nguyễn Văn Văn Khải nhiều. À, mình cũng trực tiếp mình dạy online cho các bạn luôn, nó nằm ở trong một cái group riêng thì các bạn comment xuống, các em sẽ ép vào cái group và mình sẽ dạy cho các bạn. Vâng, cảm ơn các bạn rất, rất nhiều, các bạn đã chịu khó ngồi nghe mình quảng cáo. Bây giờ mình đi vào cái phần xoay, các bạn đã sẵn sàng đi vào phần xoay chưa? Đã sẵn sàng rồi, các bạn comment xuống, các bạn sẵn sàng rồi. Vậy thì cái phần xoay mình sẽ nói các bạn một điều nó vô cùng tuyệt vời. Mình sẽ chia sẻ bạn một điều nó rất là tuyệt tuyệt vời. Vậy thì các bạn biết không ạ? Sáng hôm nay, mỗi sáng cũng cũng vậy, đặc biệt là sáng hôm nay đúng không? Mình thức dậy sớm. Phần số 2 đây này, mình sẽ chia sẻ một cái idea về kinh doanh nó rất là tuyệt vời. Mình thức dậy sớm, mình tập thể dục, và khi mà mình tập thể dục xong, khi mình vào thì mình thấy bé Bambi của mình, bé đã dậy rồi, bé đã thức dậy rồi. Và bé như thế nào ạ? Bé ngồi ở cái hồ cá và bé cho cá ăn, bé chăm sóc cá, bé nói chuyện với mình huyên thuyên về cá vậy đó, huyên thuyên về cá. Và sau đó nó như thế nào ạ? Sau đó bắt đầu là mình mới chở bé đi học, ok chưa? Và khi mà mình chở bé đi học rồi á thì bắt đầu là mình biết nên theo dõi kênh suốt, chắc mình thiếu kiên trì. Cảm ơn bạn Kiếp Nghèo nhiều. Và khi mà mình chở bé đi học rồi á thì sau đó là mình ghé mình ăn sáng luôn. Sau đó mình hay ghé mình ăn sáng thì mình ghé vào một cái quán mình ăn sáng. Và cái quán này thì mình xưa giờ mình cũng hay ăn nó, bởi vì nó có những cái món rất là ngon. Nhưng mà sáng hôm nay mình ghé nó thì sao mình thấy vắng hoe. Và rõ ràng là cái quán nó đang sửa. Cái quán nó đang sửa. Và sao ạ? Và khi cái quán nó đang sửa nó như vậy á thì họ cũng chả để cái bảng hiệu nào ở bên ngoài hết á, là nói cái quán nó đang sửa đó. Và mình ghé đó thì mình hỏi trước đó mấy ngày mình cứ ăn mà họ cũng không có nói gì hết. Họ cũng không nói gì hết. Vậy thì khi đó mình ghé mình mới hỏi thì họ mới nói rằng là quán đang sửa, chờ ít bữa nữa. Ngày nào thì cũng không thấy, trước khi sửa thì cũng không báo. Vậy thì cái điều đó nó nói lên cái gì ạ? Cái điều đó nó nói lên cái gì ạ? Cái điều đó nó nói lên là khi mà chúng ta kinh doanh, tại sao chúng ta không có một cái sự trân trọng với khách hàng một chút xíu? Tại sao chúng ta không báo trước cho khách hàng là tới cái ngày đó là cái quán em sẽ sửa? Chúng ta chỉ cần để một cái bảng bự thôi. Em chào thầy, em đang chỗ đông không nghe được gì nhưng chia sẻ cho mọi người. Ok, chào bạn Lực, cà rồng, bạn bạn tuyệt vời quá. Vậy thì cái quán nó rất là đông. Bình thường cái quán nó rất là đông, hồi xưa cái quán nó đông lắm. Nhưng mà càng ngày thì nó càng vắng khách đi, càng ngày nó càng vắng khách đi, càng ngày nó càng vắng khách đi. Nhưng mà mình thì cũng khách hàng trung thành thì mình cũng hay ở cái quán đó, mình hay tới lui cái quán đó. Nhưng mà càng ngày nó càng vắng khách đi. Và hôm nay khi mà tới quán thì nó sửa sang lại như vậy đó, và nó không báo. Đáng lẽ là trước đó mấy ngày nó phải thông báo là quán chuẩn bị sửa. Rồi hôm nay thì nó phải thông báo là quán sửa khi nào xong. Cái này nó không có một cái thông báo gì hết. Điều đó nó có nói cái gì trong kinh doanh à? Nó nói cái gì trong kinh doanh à? Nghĩa là chúng ta có như thế nào à? Chúng ta đã tôn trọng khách hàng, chúng ta đã quý trọng khách hàng, chúng ta đã quan tâm tới khách hàng chưa? Và mình khi mà họ làm cái động tác đó thì mình mới hiểu rằng, mình hiểu rằng là
Đó là lý do vì sao mà cái quán họ càng ngày càng vắng khách đi. À, và trước kia các bạn trước kia à, trước kia là họ là một cái quán rất là đông, nhưng mà tại sao bây giờ càng ngày họ càng vắng khách đi? À, tại sao nó như vậy? Bởi vì họ không quan tâm đến khách hàng, tín hiệu không được tốt. Ồ, em chào thầy ạ, à, em đang nghe bài cũ của thầy, chưa kịp thầy bạn like giờ em mới xem được. Ok. À, tín hiệu không tốt à các bạn? Các bạn xem online các bạn thấy thế nào à? Tín hiệu có tốt không ạ? À, tín hiệu không được tốt à các bạn ơi. Vậy thì mình muốn nói cái gì à? Mình muốn nói là trong kinh doanh á. Ok chưa? Trong kinh doanh á chúng ta phải cực kỳ như thế nào à? À, chúng ta phải cực kỳ quan tâm tới cái việc kinh doanh, cực kỳ tập trung vào khách hàng. À, cách đây khoảng gần một năm trước mình cũng gặp một bạn ở dưới Biên Hòa, bạn kinh doanh cháo, và bạn kinh doanh riết rồi bạn cũng khó khăn ra, và bạn có dịp bạn lên Sài Gòn bạn tham gia cái lớp mình và bạn kể cái câu chuyện nó như vậy. Thì sau khi phân tích ra mới biết rằng là 7-8 năm trước bạn đã kinh doanh, thì cách đây 7 năm trước là cái người mẹ đó, cách đây 7 năm trước họ đi mua cháo cho con. Và sau 7-8 năm trước, bây giờ đứa con họ 7-8 tuổi rồi. Và cách đây 7 năm trước có những khách hàng mua cháo bạn là lúc đó họ còn gì à? Họ còn đi xe đạp, mà bây giờ 7-8 năm trước họ đi xe máy rồi. Mình đang nói với các bạn một cái câu chuyện gì trong kinh doanh à? Nghĩa là khách hàng chúng ta mỗi ngày họ mỗi phát triển, họ mỗi lớn lên, trong khi ta thì càng ngày càng tệ ra. Cái bàn của chúng ta lúc xưa bây giờ nó cũ kỹ ra. Cái quán hàng của chúng ta lúc xưa mới toanh bây giờ nó tệ hại ra. Từ cái bàn ghế cho tới mọi thứ nó tệ hại ra. Vậy thì thật sự là các bạn có chăm chút vào kinh doanh chưa? À, bạn đã chăm chút vào việc kinh doanh của bạn chưa? Bạn có quan sát, bạn có thấy những cái sự cũ kỹ đó chưa? Ok chưa? Và kể cái quán vừa rồi mình cũng vậy đó. Lúc xưa rất là đông khách, nhưng mà tại sao giờ nó mắc khách đi? Trong kinh doanh á, nó có một cái điều á, mà mỗi ngày chúng ta kinh doanh miết rồi chúng ta quên đi khách hàng là người đã tới lui với mình. Họ đã trả tiền rất là nhiều cho mình, nhưng chúng ta lại càng ngày càng tệ ra. Mà đáng lẽ càng ngày chúng ta phải càng nâng cao giá trị hơn, chúng ta càng phải làm hài lòng khách hàng hơn. Chúng ta qua năm tháng chúng ta kinh doanh, chúng ta có sự tích lũy thì chúng ta phải đưa giá trị nhiều cho khách hàng hơn. Chúng ta phải đưa nhiều giá trị hơn cái sự kỳ vọng của khách hàng. Chúng ta chăm sóc khách hàng nhiều hơn, chúng ta lắng nghe nhiều hơn. Chúng ta phải khiến khách hàng nó ngạc nhiên về chúng ta hơn. Chứ không phải là chúng ta kinh doanh mỗi ngày, chúng ta thức dậy rồi mọi thứ nó cũ kỹ hơn, nó lạc hậu hơn, rồi làm không được, rồi chúng ta suốt ngày chúng ta cứ rên rỉ than thở rằng là sao kinh doanh nó ế ẩm quá, họ cứ đổ thừa, họ đổ thừa cho những cái hoàn cảnh ít người biết tập trung và biết trau chuốt ít nhất. Kể cả những cái thương hiệu lớn mình cũng thấy. Thầy nói hơi bị đúng. Cảm ơn bạn Hoàng Thông. Cả những cái thương hiệu lớn mình cũng thấy luôn. Hoặc là ở cái khu Thảo Điền mình ở này, cái quán phở mình ăn này, mình có cái quán phở mình ăn bao nhiêu năm nay rồi nó còn tệ hơn đó. Nó vẫn dơ hơn. Bàn ghế cũ kỹ hơn, nhân viên thì phục vụ nó chuyện ồn ào hơn. Và chuyện gì xảy ra nếu kề bên bạn họ mở ra một cái quán mà bàn ghế sạch sẽ hơn, nhân viên lịch sự hơn, món ngon của họ chỉ cần bằng bạn thôi là các bạn thấy chuyện gì xảy ra mà. Kinh doanh mà chúng ta quên mất đi cái sự quan sát, quên mất đi cái sự chăm chút, quên mất đi cái sự nâng cao của mình. Các bạn hãy nhìn doanh nghiệp nước ngoài đi, họ vào đất nước chúng ta, các bạn thấy họ chăm chút quá, họ phát triển, họ làm tốt mỗi ngày đúng không ạ? Vậy là mình mong muốn tối hôm nay mình chia sẻ bạn tới hai cái chủ đề. Chủ đề thứ nhất là mình muốn gửi đến các bạn gì ạ? Chúng ta hãy quý trọng từng ngày chúng ta đang sống, hãy tập trung vào điều quan trọng nhất trong cuộc đời này. Và cái chủ đề thứ hai mình muốn gửi đến các bạn đó là gì? Hãy tập trung vào khách hàng.
Hãy tập trung vào khách 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 hàng, hãy chăm chút khách hàng của chúng ta, mỗi ngày chúng ta ép cái giá trị nhiều hơn cho khách hàng. Khách hàng rất quan tâm cái điều đó, khách hàng sẽ rất là cảm ơn bạn cái điều đó. Cảm ơn các bạn đã xem cái livestream này. Các bạn nhớ bấm vào cái kênh đăng ký của YouTube nha, và hoặc là bấm vào cái kênh đăng ký của Facebook. Bạn nào mua sách thì cũng hãy comment xuống, các bạn nào học những khóa live thì cũng bạn cũng hãy đăng ký xuống. Bạn nào ở gần đây thì hãy chạy về B-Training. Thứ năm hàng tuần có cái lớp miễn phí để các bạn học, để các bạn hiểu về kinh doanh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem cái livestream của mình. Nhớ chia sẻ livestream để cho nhiều người biết nha các bạn ơi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn buổi tối ngủ ngon.